đây là một cái axon được myelin hóa sự tạo thành một cái bỏ bao myelin bởi một tế bào xoan đơn độc dọc theo từng đoạn của một cái axon đơn độc các bạn sẽ thấy ở đây tế bào xoan xeo sẽ cuộn lại thành nhiều lớp vỏ bao quanh lấy cái lấy cái axon đây chính là cái đoạn gọi là myelin trên hiển vi điện tử ta thấy cái bao myelin nó dày lên như thế này và tương tự như thế thì các bạn sẽ thấy ở vỏ ở ngoài là nurilima trong khi đó cái axon được bao bởi myelin như thế này còn bên phải các bạn sẽ là một cái nhóm những cái axon không được myelin hóa nhưng lại được bao bởi một tế bào xoan xeo mà thôi Ta thấy từng tế bào xoan xeo với cái nhân nằm ở giữa, đây là nhân của xoan xeo, sẽ ôm lấy nhiều các sợi trục của nhiều neuron khác nhau, nhưng không tạo myelin xung quanh.